Xin chào buổi chiều tất cả các bạn, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 5 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thông tin đầu tiên chính là Bến Tre kích hoạt cơ sở điều trị F0 không có triệu chứng. Ngày hôm nay ngày 5 tháng 8 có 5 trường hợp F0 không có triệu chứng được chuyển từ bệnh viện Dã Chiến qua theo dõi điều trị trực tiếp tại trường chính trị tỉnh Bến Tre. Thì nơi đây được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre chọn làm cơ sở điều trị Covid-19 nhẹ, không có triệu chứng. Thì khu vực tiếp nhận F0 không triệu chứng có quy mô là 150 giường, được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là ca có xét nghiệm PCR dương tính nhưng chỉ số CT cao hơn 30 và trường hợp xuất viện nhưng tái dương tính. Nhóm 2 là ca xét nghiệm PCR lần 1 dương tính giá trị CT cao hơn 30 và nhóm 3 là trường hợp dương tính giá trị CT thấp hơn 30. Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre thực hiện quản lý chăm sóc điều trị tại cơ sở này cho tất cả các đối tượng là người bệnh Covid-19 nhẹ không có triệu chứng. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Đa khoa Minh Đức hỗ trợ 4 bình oxy để Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre đảm bảo nguồn oxy điều trị cho người bệnh. Và thông tin tiếp theo chính là thông tin về ca tử vong số 15 tại Bến Tre. Thì theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, một bệnh nhân mắc Covid-19 đã tử vong tại bệnh viện vào ngày hôm qua. Đây là ca tử vong thứ 15 của tỉnh. Bệnh nhân tử vong là nam, sinh năm 1956, có địa chỉ tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 và điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến số 3 là Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, cơ sở Hàm Long. Sau đó bệnh nhân chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến số 1, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi ngày 26 đến ngày 28 tháng 7. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong ngày 28 với tình trạng khó thở, co kéo cơ hô hấp phụ, phổi rang nổ khắp hai phế trường. Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh corticosteroid, kháng đông, dinh dưỡng, điều trị triệu chứng theo phác đồ Bộ Y tế. Dù được hồi sức tim phổi tích cực, nhưng bệnh diễn tiến nặng và tử vong lúc 11 giờ 30 ngày hôm qua, ngày 4 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, tổn thương thận, viêm cơ tim cấp. Thi hài bệnh nhân được tẩm liệm theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 và xử lý thi hài tử vong đó trước khi đem đi hỏa táng. Và thông tin tiếp theo là có 3 thanh niên nhậu lén tại Châu Thành nhưng vẫn đam mê ca hát karaoke. Thì khoảng vào 5 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 8, tại một căn nhà cho thuê ở khu phố 3, tổ tuần tra công an thị trấn Châu Thành bắt quả tang 3 thanh niên gồm BQB sinh năm 1983, ngụ xã Tân Thạch. Còn người tiếp theo là BMTE sinh năm 2002, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri và TTT sinh năm 1993, ngụ cùng xã với TE đang tụ tập ăn nhậu, không thực hiện nghị số 16 của Thủ Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Đã vậy còn tổ chức hát karaoke. Thì công an thị trấn Nhân Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và thông tin tiếp theo chính là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, với thời gian tụ trường sớm nhất là vào ngày 1 tháng 9, học sinh lớp 1 có thể tụ trường từ ngày 23 tháng 8 để làm quen với môi trường học tập mới. Thì khung thời gian năm học này áp dụng với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, và lễ khai giảng năm học mới sẽ vào ngày 5 tháng 9. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo CDC Bến Tre thì tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 5 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, trong đó là Ba Tri là 3 ca, Chợ Lách 3 ca, Thạnh Phú 3 ca, thành phố Bến Tre 1 ca. Thì Ba Tri 3 ca được ghi nhận bao gồm là Bảo Thuận 1 ca, An Nghệ Trung 1 ca, thị trấn 1 ca ở khu phố 6. Thì Chợ Lách 3 ca bao gồm là Vĩnh Bình 2 ca ở Phú Hòa và Hưng Khánh Trung B là 1 ca ở Phú Hưng. Thạnh Phú 3 ca ở An Điền, xã An Điền, thành phố Bến Tre 1 ca ở phường 6. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 8 ca. 2 ca cộng đồng bao gồm là 1 ca sau khi hoàn thành cách ly tập trung và có triệu chứng test nhanh dương tính ở An Nghệ Trung Ba Tri, và 1 ca được phát hiện ngoài cộng đồng ở phường 6 thành phố Bến Tre. Thì tính đến hết ngày hôm nay thì Bến Tre có 982 ca mắc Covid-19. Trong ghi nhận trong ngày là 2 ca tử vong ở Bình Đại và thành phố Bến Tre. Cộng dồn số ca tử vong là 17 ca.
Hiện tại số ca ra viện trong ngày hôm nay là 16 ca, thì cộng dồn số ca ra viện là 262 ca. Mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một cái đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.